Rồi, và tiện ích này. Ok, vào phần tiện ích này. Vâng. Đánh lại số chứng từ này nha. Tuy Ok. nhiên là cái năm này mình chỉ để lại vì năm 19, tại vì mình đang in sổ sách cho năm 19, đúng không? Đó. Thế em vào phần tiện ích này, đánh lại số chứng từ nha, chọn năm nay này. Đó, sau đó ở đây mình sẽ bấm vào chữ lấy dữ liệu trước nha, để mình xem. À, lấy của phiếu thu trước cả chị, Đấy lấy là lại chị. của phiếu thu trước. Tuy nhiên là hình như em đánh rồi thì phải. Ở đây này, chị thấy nó rất là đều nhá, 19 Vâng. phiếu thu này. Cái này là cái mà chị hay dạy cho học viên, là đánh lại số chứng từ ấy thì hay để cái yếu tố tiền tố là 19 phía trước đây này, thấy chưa? Vâng. 1 đến 5 này. Đấy, 1 này, 5 nhá, Năm đến hậu 19. tố tôi bỏ qua này, xong đánh lại số chứng từ một cái. Thì bình thường ở đây nó sẽ rất là lộn xộn. Nó sẽ rất là lộn xộn đấy. Tại Vâng. vì khi mình hạch toán là mình hạch toán lung tung lên, thì sau đánh lại thì nó sẽ có theo 1, 2, 3, 4, 5 cho đến N. Nó sẽ sắp xếp theo từng tự thời gian này, tăng dần. Tuy nhiên là chị thấy ở đây là hình như chị đã, cái này đúng rồi, đầu tiên là chị hướng dẫn Không, rồi. hình như em tự đánh ấy ạ. Ok. Ok, cắt này, chưa? Thì sau đó sang phần phiếu chi, cũng lấy dữ liệu này, thấy chưa? Tức là cái này em làm rồi, chắc em quên thôi nhá, em làm rồi em sẽ không cần làm nữa này, thấy chưa? Nó rất là đều rồi ấy. Đúng rồi, một hai, mà cái kiểu mà cái năm 19 này là chỉ có chị dạy thôi, bên chị dạy thôi, bên chị dạy học viên là hay kiểu là đánh cái năm trước ấy, kiểu như là phiếu Được thu chưa ạ? 19 là của năm nay, còn 20 là của năm sau, thì cái này thì là mình làm rồi thì mình sẽ không làm nữa, thấy chưa? Thế còn muốn check lại này, em ghi nhá, muốn check lại là mình đã đánh đủ hay chưa ấy, thì mình sẽ vào cái chỗ tổng hợp ở đây này. Đấy, bấm vào sổ một ký trường đây, mình chọn là năm nay này, đồng ý này. À, tại sao mình lại vào đây, mình xem. À, mình mới chỉ đánh có phiếu thu phiếu chi thôi, thế còn các cái vấn đề như chứng từ nghiệp vụ khác này, mua hàng này là mình chưa đánh, đúng không? Đánh Tại lại toàn bộ à chị? mình phải đánh lại toàn bộ nha. Nhập Đó, kho, chất kho cũng đánh nốt luôn đúng rồi, tất tật tật là mình phải đánh đầy đủ trước khi mà in sổ. đúng Thì không? bây giờ em sẽ vào lại phần tiện ích này, đánh lại số chứng từ này. Đây là 10 phiếu thu phiếu thu phiếu kỷ cộng chi chẳng hạn đi, đúng nào? Thì mình sẽ đánh chữ là 19 này. Cái mục ủy nhiệm chi này cũng Một phải này, in là chị. năm này, tất cả đều không phải là in ỷ điểm chi ra đâu, nhưng mà ý là nó sẽ vào các cái sổ sách liên quan ấy, hiểu chưa? Đấy, đây ví dụ như tự nhiên này, 2, 1, 3 này, rồi 5, 6 này, thì rất là lung tung đúng không? Thế sau khi mình lấy dữ liệu một cái, mình đánh lại số chứng từ một cái này, thì em nhìn thấy nhá, 1 rồi đến 2 rồi đến 3 rồi đến 4 5 này, rất là đẹp đúng không? Và nó sẽ có cái số 5 phía trước đúng không nào? Thì nó sẽ rất là ok. Sau đó mình cất này. Không có nghĩa là mình phải in hết những cái chứng từ này ra, bởi vì cái này nó có ngân hàng rồi, nhưng mình phải đánh để nó vào sổ sách liên quan, ví dụ như là gì, sổ chi tiết ngân hàng, thấy chưa? Thế nha. Thế bây giờ đến phần ủy mình xét tiền mặt này, yeah. Thì mình đánh là 19 này, số 1 năm, lấy thông tin. À, như cái này không có đúng không, không có này. Nhập kho 19 này, 1 này, năm, lấy dữ liệu này, đánh lại số chứng từ. Cái nhập kho này thì ok, có rồi này đúng không? Bây giờ tiếp tục chị xem tiếp này, xuất kho này, xem nhá, xuất kho em có rồi này. Có một cái nữa là đến cái phần này, mua hàng nhá, mua hàng này chưa có này, thì mình đánh 19 này, 1 5 lấy dữ liệu đó, cho nên mình phải đánh lại, được chưa? 4 đến 2 mình sẽ lấy lại cho đẹp. Thực ra ấy, cái việc đánh lại số chứng từ này ấy, mà mình không đánh thì cũng không sao, nó không ảnh hưởng gì đến số liệu của mình. Tuy nhiên nó nhìn nó không đẹp, không hiểu không? Mua dịch vụ này, cái này nó nằm trong mua hàng rồi, đấy chưa? Có nghĩa đây này, mình đánh lại số chứng từ tốt này, hiểu chưa? Hiểu về cái cách đánh chứng từ sổ sách năm 2019 chưa? Rồi, thế thì còn một cái nữa thôi, chị xử lý nốt cho em nhá. Đó là phần
chứng thương hiệu phụ khác ở đây này. Đấy, hết, phải đầy đủ luôn nhá, không được thiếu vào cái gì hết. Muốn đẹp thì đẹp, đẹp thì đẹp luôn đi. Chấm điểm chứng từ. Ờ, đúng. Xong bộ chi phí trả trước, cái này không có. Đó, ghi tăng công cụ dụng cụ nhá. Đấy, 19 này. 1 này. Lấy dữ liệu này. Đấy, lại chưa? Rồi, còn à, phân bổ công cụ dụng cụ này. 19 này. 1 này, 5 lấy dữ liệu này, đánh lại số chứng từ này, bắt này. Được chưa? Đấy chưa? Nếu như mà chị không đi cùng là sợ em sót đấy chứ, đúng không? Nhiều hết đó. Rồi, ok, hết ở đây nhá. Hình như còn một cái khấu ha, tài sản cố định. Hôm nọ mình nhà mình có nha, có đúng không? Có, đúng rồi đấy. Mình phải lọc hết toàn bộ công cụ của mình ra. 1 này, lấy dữ liệu này, đánh số chứng từ. Rồi, ok nhá. Xong. Thế bây giờ nhá, ngoài màn hình này, chị sẽ tạo ra một cái folder là sổ sách 2019 này. Tí nữa em sẽ tự cho nó vào trong ổ nhá. Ở đây mình sẽ ghi là sổ cái này. 2019 này. Một cái nữa là sổ cái này, báo cáo khác 2019 này. Rồi, chỉ cần hai cái này thôi. Và à, một cái nữa là sổ chi tiết này nhá. Đó. Và ở đây có một nội dung về lương, em cũng cho nó vào đây, tí nữa cốt nó vào đây nhá. Chưa? 2019 và quyết toán thu nhập cá nhân. Tức là một năm em trình bày cho chị báo cáo khác này là bao gồm những cái gì? Báo cáo công cụ dụng cụ này, báo cáo khấu hao tài sản cố định này, sổ báo cáo quỹ này, báo cáo ngân hàng này, báo cáo công nợ thì mình sẽ vào đây. Lương thì tại sao lại cho vào một folder, bởi vì sau này cũng phải gửi cho cơ quan thuế, quyết toán thuế cho mình cá nhân. Tại sao mình lại lưu lại, bởi vì là khi mà mình nộp XML qua hệ thống mạng ấy, thuế điện tử ấy, mình tải về không được cho nên mình vẫn phải lưu sang XML ở đây. Sổ cái này, sổ chi tiết này nhá. Và nếu như cẩn thận nữa thì có thêm một cái là nhật ký chung nữa, lưu ra. Nhật ký chung này không phải in cho mình, vẫn phải lưu ra. Như vậy thì bây giờ chị sẽ đi vào phần tổng hợp đây. Nếu để in báo cáo, đầu tiên chị sẽ in được phần sổ cái trước. Em chỉ vào phần tổng hợp đây này, vẫn là ở chỗ phần báo cáo này, tổng hợp này. Em chọn cho chị cái mục sổ cái theo hình thức nhật ký chung đây này, mẫu S03B. Được chưa? Click vào đây. Thế thì trước khi in sổ cái ra, một công ty nó sẽ có một cái hệ thống sổ cái khác nhau. Trong cơ bản là nó sẽ dùng các cái tài khoản đó thôi. Nhưng mà bây giờ chị cũng không biết là công ty em có thêm những cái tài khoản nào khác nữa. Nên là tốt nhất mình sẽ kết xuất nó ra, xuất khẩu nó ra. Sổ sách 2019 đây. Đây, chị cho nó sổ cá nhá, để chị nhìn. Đấy, thế thì bây giờ mình mở ra để mình nhìn. 111 là 1 này, 112 này, 131 này, 133, 154. Đấy, mình làm từng cái trước này. Thì mình đánh nó lại. Mình vào phần sổ cá tổng hợp, báo cáo tổng hợp này. Chọn đến sổ cái theo hình thức nhật ký chung. Chọn năm 19 năm nay. Đầu tiên chọn 111, đồng ý. Chị sẽ click xuất khẩu rãy xem nhá, chọn dòng thứ ba. Và chị chọn vào đây, sửa lại là 111. Lưu. Đồng ý, mở nó ra thì đã. Để đấy. Đồng thời, chị đóng ở đây lại. Chị mở tiếp là 112, đồng ý. Xuất khẩu Excel 112. Đó. Mở ra để đấy. Tiếp tục. Bấm cái chữ nạp ở đây. Bỏ 112 đi. Vào 131. Đồng ý. Mình bấm xuất khẩu 131. Mở ra. Tiếp theo là mình cũng bấm con chữ nạp ở đây. Mình chọn 133.
tất cả những cái gì mang tính chất là tài khoản mẹ đấy nhá, bậc một đấy thì gọi là sổ cái, là 133, em hiểu chưa? Ừ. Rồi bây giờ chị dừng, ví dụ trong 511 thì nó sẽ có 5111, 5112, 5113 thì sổ cái mình chỉ in là 511 thôi nhá, được chưa? Còn sổ chi tiết thì mình sẽ in là 5111, 5112, 5113, đúng không? Vâng. Bây giờ này, cái này chị đổi tên là 13. Tuy nhiên bây giờ chị dạy em một cách là không thể để rời rạc từng cái tài khoản như thế này được, thấy chưa? Mà kinh nghiệm làm sổ sách của chị là chị sẽ dồn hết tất cả về một trên một cái file thôi nhá. Đây chị đổi tên là 111 rename này, đấy đổi tên. Sau đó sang 112 này này chị lại rename tiếp, được chưa, hiểu không? Rename hết phía trong luôn, 131 này, lại thiệt này, rename 133 này, 131. Rồi bây giờ chị lấy 111 là tài khoản chuẩn, được chưa? Chị sẽ vào tài khoản 112, chị bấm phải chuột này, chọn move or copy, được chưa? À, move or copy, chị đưa sang cái tài khoản 111 ở đây, hiểu chưa? Rồi chị chọn là grid copy, tức là mình sẽ đưa nó về tài khoản đó. Tiếp tục này, mình sẽ sang 131 này, move or copy, chọn tài khoản 111, được chưa, hiểu không? Và đúng rồi, chị đẩy hết những cái tài, sau này chị sẽ không dùng đến những cái tài khoản lẻ ở những cái bảng lẻ này nữa, mà chị dồn hết tất cả. Em nhìn chị làm nhá, phải thuộc này, move or copy, nào tự làm, đúng rồi, rồi chọn đến cái bảng cái tài khoản 111 là gốc, rồi chị phải bấm cái chữ dấu tên vào cái chỗ grid or copy này nhá, grid ok. Thế thì đây, trong cái sổ này nhá, nó có chứa hết từ 111 cho đến 911, em hiểu chưa? Từ 111 cho đến 911 thì có bao nhiêu cái sổ cái thì em sẽ làm như thế này cho chị, bình tĩnh nói chưa? Rồi chút nữa bổ sung thêm cho chị đến bước thứ hai nào. Bây giờ em khoan, từ bây giờ mình sẽ đóng bớt những cái tài khoản 131 đi, nào không lưu, mình chỉ để lại đúng một cái tài khoản thôi, là tài khoản 111, đúng không? Bây giờ coi như thừa rồi, sao bây giờ mình không cần quan tâm đến những tài khoản nữa. Rồi nó là có nóng hết trong này rồi này, bấm Ctrl S nhỉ, lưu lại. Bây giờ em sẽ tự mình làm cho chị, nào click ở đây đến tài khoản 138, hình như em có 138 đây xem nào, 154 tiếp nhá. Đấy, chính vì thế cho nên là mới phải mở cái bảng cân đối ra ấy, trước khi mình không nhớ được. Bây giờ đến 154 này, đến 156 nào, ông là bỏ qua tài khoản ngay nhá. Đó, bây giờ mình để đây con chuột đây này, 154 nào, chọn đi, đồng ý, em kết xuất ra đi. Ừ, rồi đổi tên luôn, 154 lưu đi. Hình như Yến là người Nghệ An đúng không? Sao nghe giọng giống giống thế nhỉ? Nghệ An, Đồng Hương. Đồng Hương nhưng mà ở ngoài Hà Nội đúng không? Dạ. Ok, đây. Không, em mới 7 năm thôi. 7 năm à? Năm 6 rồi chị. Ok em, thế bây giờ mình sẽ cho vào 154, cái 154 này này, mình đổi tên nhá. Rồi, mình phải chuột đi. Đây à, chọn trên Facebook này à chị? Ừ đúng rồi, click ở copy nữa, chọn cái dòng chuyện đúng rồi. Nhớ chưa? Em thêm một cái nữa đi, 156 rồi. Chưa đi 156. Không, chị hiểu như em, à em đã cho 156 vào chưa? Chưa rồi, bây giờ em 5156 này, chị bày này, Google có copy ok rồi, tiếp tục đi. Từ, nhưng ví dụ, khoan, từ. Ví dụ như em muốn để cái vị trí 156 này ở đâu? 154 thì đến 156 thì em để con chuột được 154. Nhưng ví dụ em muốn để cái vị trí của cái 156 này sau 133 ấy, thì em để nó vào 133 một cái này, thấy chưa?
Đó, có nghĩa là em muốn để thế nào đấy thì có nghĩa là em chỉ cần làm thế nào là em đầu tiên là cái 112 là xong, 111 xong em đảo vị trí của 112 xong 111 đi. Thấy chưa? Thì em tự mình đẩy đẩy lại cho nó phù hợp thôi nhá. Còn bây giờ mình làm nhỡ rồi thì mình có thể di con chuột sai nhá để cho nó đảo vị trí cho nó ok. Và tương tự như thế thì em sẽ làm cho đến 911. Còn bây giờ chị hướng dẫn tiếp là sau khi em làm xong thông tin này thì ví dụ này em giữ control đi, giữ nào rồi để con chuột ở trên tất cả các tài khoản mà mình có, được chưa? Em đang giữ đấy. Em đang giữ đúng không? Cái này là kinh nghiệm để mình làm sổ sách trên phần mềm, cách xuất ra Excel ấy, trong trường hợp mà mình muốn sửa một cái thông tin gì đó ở trên chứng từ đấy nhá. Thì bây giờ chị thấy là ở đây tất cả đều là mẫu S03B hết và nó đều có kết cấu y chang như nhau, thấy chưa? Với điều kiện là cái mẫu Excel đó có kết cấu Excel như nhau. Ví dụ như chị muốn đổi, nếu trong trường hợp mà cái công ty này tất cả sổ sách chỉ có một trang thôi nhá, thì em làm như thế này. Liệu công ty A này thì em địa chỉ cũng đổi này, thì em nhìn này sang bên cạnh này, thấy chưa? Đổi hết không? Đấy, dạy thêm chút cho em. Đúng rồi. Đấy, đổi hết nhưng nó lại không đổi được hết toàn bộ phía sau, em nhìn thấy không? Sổ sách của em này. Đó, lại còn có cả cái đuôi sau nữa này. Nhá. Thì bây giờ chị sẽ dạy em một cách khác để em đổi này. Ví dụ như bây giờ chị muốn đổi cái thông tin cái công ty của chị là công ty Việt Hưng, kế toán Việt Hưng đúng không? Chị sẽ để con chuột ở đây nhá. Chị sẽ copy cái kế toán Việt Hưng này. Được chưa? Hiểu chưa? Này, để con chuột lên đây nha, chứ không được copy phía dưới này. Copy phía dưới là không được nhá. Là phải PO rồi. ừ đúng, copy Chữ là chữ ở trên rồi, đúng không? Hiểu ý chị rồi. Ctrl C là copy, rồi đến Ctrl F là tìm kiếm. Được chưa? Rồi lại Ctrl V tức là thả cái kế toán Việt Hưng vào cái ô mà mình sẽ thay thế đấy, thấy chưa? Rồi sang chữ thay thế đây là công ty A, em đánh công ty A vào đây. em luôn đi. Thì em đánh công ty em luôn đi. Chị bấm vào chữ đây đây này, ô này, này. Có nghĩa là mình thay thế ấy. Tất cả đây này, đấy, cái ô đầu tiên này này, thấy chưa? Đó, ok, thấy chưa? Đây, tất cả đổ luôn. Và lúc này mình sẽ phải close đi, thoát nó ra nhá. Rồi tiếp tục mình đổi cái địa chỉ của bên chị đi. Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V. Rồi, để như chỉ của em bạn. Chị cũng chưa tìm được cái cách nào nhanh hơn. Nên là chị sẽ phải đổi từng trang thôi, đổi từng đổi một một tài khoản thì đổi mất 1 phút. Thì em có 30 tài khoản thì em mất khoảng 30 phút thôi nhá, cũng rất là nhanh so với việc mình phải làm Excel đúng không? Không sửa được tiếp ở trên phần mềm đúng không chị? Không sửa được đâu bởi vì bản quyền mà nhá. Thì nói chung là nó cũng rất là tiết kiệm thời gian rồi. Còn nếu mà đấy là em làm không quen thôi, chị mà làm quen thì chỉ mất 10 phút chỉ đổi tên là xong. Đó. Đó. Ok chưa? Hiểu không? Thế vậy là có hai kết luận nha. Một ý là nếu mà trong tất cả những cái này mà nó chỉ có một trang đầu tiên thôi thì dùng Ctrl đấy là xong, nhưng mà bởi vì nó có nhiều trang quá thì mình chỉ dùng cái phương án là từng làm từng cái ấy, làm từng sổ và Ctrl F, Để đổi được cho một chỉ đổi được cho một một đúng set rồi này. đúng rồi, thay thế và tìm kiếm mất khoảng tầm 10 15 phút gì đấy, đằng nào mình cũng tiện thể kiểm tra căn tỉnh lại ấy. Sau đó mình in sổ ra nhá, đi trở ra thôi. Để làm phần mềm thì nó nhanh, nhưng mà nó nhanh 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 chứ không phải như làm trên Excel rồi. Nhưng mà đằng nào mình cũng phải đưa ra cái file này để mình trước khi tất toán đấy nha. Chị mình đổi rồi nhưng tại sao trên này vẫn để là công ty A? À thì tại vì lúc nãy chị đổi một cái đầu tiên là công ty A cho nên là tí nữa em là phải đổi 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 công ty A này thành công ty em nhá. Ok, đấy là về số cái này. Ok, đóng lại, tí nữa phải làm tiếp. Được chưa? Đóng hết tất cả những cái này đi, thừa là không quan tâm nữa.